Xin chào các bạn, hôm nay là ngày mùng 7 Tết và đây là lô hàng mình sẽ gửi trong ngày hôm nay. Tất cả nó đã đều được đóng gói cẩn thận như thế này. Và có lẽ là tất cả những ai mà bán cành chiết hoặc là bán rễ trần thì chắc cũng không có một cái shop nào hoặc là một cái nơi nào mà bán đóng hàng gói cẩn thận như của mình đâu. Và đây là những cái cành chiết này. Nếu như bạn nào mà chưa mua cành chiết của mình ấy thì các bạn có thể là xem lại các bài viết, các bạn nhìn các cái ảnh mình đăng nhá. Thì cành chiết nó lá nó rất là đẹp, nhưng mà sau khi mà chuyển về thì mình sẽ phải cắt tỉa tất bộ toàn bộ lá này đi để cho cây nó phát triển tốt hơn, khỏe hơn. Và khi mà vận chuyển thì nó không bị mất nước này, và nó cũng sẽ nhẹ kg hơn. Khi mà gửi thì các bạn cũng sẽ đỡ một phần phí nào đó. Thế còn rễ của nó sẽ như thế này. Đây là rất nhiều những cái giống cành chiết thì mình sẽ phân loại ra, sau đó thì sẽ tăng tên như thế này, tăng tên từng giống từng loại thì khi mà các bạn đặt hàng thì nó cũng sẽ dễ hơn. Và rễ của nó thì sẽ như thế này, sau khi mà các bạn về các bạn có thể là ươm vào trong cát 2 đến 3 ngày, 4 ngày, sau đó thì các bạn có thể trồng vào giá thể như mình chia sẻ trên YouTube của mình đó. Mình có rất là nhiều video mình chia sẻ với tất cả các bạn cách trồng cành chiết này. Sau đó thì các bạn sẽ khoảng 2 đến 3 ngày thì các bạn trồng vào cái giá thể đó, thì cây với thời tiết mùa xuân này thì cây sẽ phát triển rất là tốt. Trong vòng khoảng 1 tháng thì cây nó đã có một cái tán nó sum sum rồi, sau đó thì các bạn chuyển dần lên những cái bầu lớn. Thì đây là những cái cành chiết mình cắt, sau đó thì mình sẽ đóng gói vào như thế này. Ở đây là một số đơn của các bạn Lan Chi này, Phan Yến này, Trường An này, Xuân Trung này, Nguyễn Mạnh này, Lê Hoàng, Hoàng An, Yến Lê, Long Xoay. Đây có hơn 200 đơn, mình đã lên đơn như thế này rồi, chỉ việc là vận chuyển đến nhà vận chuyển. Thì qua cái video này thì mình cũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng và đặt hàng. Và nếu như mà bạn nào chưa đặt hàng thì các bạn có thể nhìn ở cái quy cách đóng gói của mình như thế này. Các bạn có thể biết là mình làm đóng gói cẩn thận như thế nào, khi mà các bạn nhận thì hàng của các bạn nó sẽ như thế nào nhá. Còn đây là những cái cành chiết mình đã ươm, mình trồng vào như thế này các bạn nhá. Bây giờ nó cũng đã phát triển rồi, thì những cái cây này nó đã phải đến hơn 1 tháng rồi, 2 tháng rồi. Thì những cái cây này mình có thể là chuyển sang những cái bầu to, chậu to, sau đó thì mình có thể chăm bón lại rất là bình thường. Khi mà mình, các bạn về ấy, thì các bạn sẽ ươm vào trong cát như thế này nhá. Cát này nhá, các bạn ươm vào trong cái cát như thế này khoảng 3 đến 4 ngày hoặc 2 ngày thôi cũng được, tùy cây. Thế còn đây là những cái cây mà mình đã trồng được khoảng hơn 1 tháng rồi này. Có những cây thì nó đã ra bông rồi. Đây, như cái bông này, hoa nó rất là đẹp luôn. Đây là một cái bầu nhỏ này, mình nhấc hẳn ra ngoài các bạn xem nhé. Đây, cái bầu nhỏ của nó đây. Cây này hơn 1 tháng rồi này. Bầu này là cây này thì nó ra nhanh đấy. Có những cây thì nó sẽ phải mất đến 2 tháng hoặc là hơn, hoặc là có hoa bói nhưng mà hoa nó sẽ không đẹp. Chẳng qua đây là mùa đông ấy, thì hoa bói nó mới đẹp như thế này. Cái bầu của mình mới trồng được hơn 1 tháng này. Các bạn nhìn chấu nó vẫn còn rất là mới đây. Mình cũng chưa bón một lần nào cả, mà đến ngày hôm nay thì nó cũng đã ra hoa bói rồi. Rễ ở phía dưới thì cũng chưa có. Là cái cây chiết của mình đây nhá. Đây hoa nó rất là đẹp. Còn những cái cây này ấy, khi mà được hơn 1 tháng thì các bạn có thể là chuyển sang một cái bầu to hơn, một cái chậu to hơn. Sau đó thì các bạn có thể là bón nhẹ nhàng một chút, một chút phân bón phân cá hoặc là phân đầu tương hoặc là phân nén. Chỉ bón một chút thôi để cho nó kích thích phát triển. Thì đây là những cái cành chiết mình đã ươm. Những cây mà mình chiết ra sau đó mình trồng thì sẽ lâu dần thì sẽ thành những cái cây thành phẩm. Những cái cây mà có 5 tuổi già hơn thì hoa nó sẽ đẹp hơn nhá. Đây là cây cảnh chiết này. Cây này đã gần 1 năm rồi các bạn nhá. Thì nó mới có hoa và cây nó sẽ khỏe như thế này. Một bông hoa này rất là to, nở rất là lâu rồi. Thì tạo thành những cái cây, muốn tạo thành những cái cây nguyên bản ấy thì chúng ta cũng phải mất thời gian, chứ không phải là trong 1-2 tháng để có được những cái cây mà thành phẩm đẹp và to. Thì từ cái cành chiết thì chúng ta mất lâu thời gian, nhưng những cái cành chiết thì lúc nào nó cũng có giá trị cao hơn và nó sẽ bền hơn. Thì đây là cái chia sẻ trong video ngày hôm nay. Mà bạn nào chưa trồng cành chiết thì các bạn có thể tham khảo thêm các video ở trên kênh của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau nhé.